X51 Story mến chào các quý vị thính giả. Cổ vật Trung Hoa có câu, Long du thiền thủy tao hà hí, hổ là bình dương bị khuyển khi, nghĩa là, rồng gặp nước cạn tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Và câu ngạn ngữ này, khi áp vào danh tác thủy hử, mới thật đúng làm sao. Bởi tất cả những con hổ và con rồng của Lương Sơn Bạc, sau khi Hạ Sơn nhận Chiêu An rồi đánh dẹp khắp nơi, Đà Liêu, Hạ Điền Hổ, Diệt Phương Khánh, Chiến Phương Lạp đều có kết cục sầu bi. Sau đây X51 Story sẽ cùng quý thính giả tìm hiểu về cái kết của Ngũ Long và Bát Hổ hảo hán Lương Sơn Bạc sau khi rời Sơn Trại quy thuận triều đình. Ở đây chúng ta không bàn về Ngũ Hổ tướng, Lương Sơn vốn là danh hiệu mà hậu nhân gọi chung nhóm năm võ tướng hàng đầu Quan Thắng, Lâm Sung, Hô Diên Trước, Tần Minh và Trương Thanh mà là điểm qua kết cục của toàn bộ đầu lĩnh có ngoại hiệu dính tới chữ Hổ và Long. Trong 108 vị anh hùng Lương Sơn, cả thảy có 36 người mà biệt danh gắn với một con vật có thật, hổ, báo, rắn, cá sấu, chuột, chim hoặc loài vật trong truyền thuyết, rồng, kỳ lân. Và trong nhóm 36 đầu lĩnh này, tổng cộng có 8 con hổ, cụ thể là Sắt Xì Hổ Lôi Hoành, Hổ Mọc Cánh, Cẩm Mao Hổ Yến Thuận, Hổ Long Gấm, Ngụy Cước Hổ Vương Anh, Hổ Chân Ngắn, Khiêu Giản Hổ Trần Đạt, Hổ Nhảy Khe, Hoa Hàng Hổ Cung Vượng, Hổ Sẹo Hoa, Đà Hổ Tướng Lý Trung, Tướng Đánh Hổ, Tiếu Diện Hổ Chu Phú, Hổ Mặt Cười và Chúng Tiễn Hổ Đinh Đắc Tôn, Hổ Chúng Tên. Toàn bộ Bát Hổ này đều qua đời ở trận chiến Phương Lạp bởi những nguyên nhân khác nhau. Sắt Xì Hổ Lôi Hoành. Lôi Hoành, thân vóc khỏe mạnh, râu quai nón màu tía xòe ra như cái quạt, xếp hạng thứ 25 Lương Sơn, sao thiên thoái tinh chiếu mệnh, chức vụ đầu lĩnh bộ quân. Trước khi lên Lương Sơn, Lôi Hoành vốn xuất thân thợ rèn, rồi làm đô đầu bộ binh ở huyện Vận Thành, dùng phác đao thiện nghệ. Lôi Hoành từng giúp Tống Giang thoát khỏi quan phủ truy bắt khi cặp thời Vũ giết Diêm Bà Tích. Sau họ Lôi bị cha con ca nữ Bạch Tú Anh hãm hại, rồi lỡ tay đánh chết người, bị bắt giam may được huynh đệ Chu Đồng thả cho thoát, nên đầu quân về, bến nước. Khi quân Lương Sơn chinh phạt Phương Lạp, Lôi Hoành bị tướng tại phía địch Từ Hành Phương giết chết sau 30 hiệp giao đấu. Cẩm Mao Hổ Yến Thuận. Yến Thuận tóc đỏ, râu vàng, mắt tròn, tay dài và lưng rộng nên có biệt hiệu Cẩm Mao Hổ, Hổ Lông Gấm. Yến Thuận quê ở Lai Châu, thuộc Sơn Đông, giỏi võ nghệ, sử dụng vũ khí là đao. Thuận nguyên là lái buôn ngựa, do buôn bán thua lỗ lưu lạc giang hồ rồi làm nghề cướp bóc. Yến Thuận chính là thủ lĩnh băng cướp trên núi Thanh Phong cùng Vương Anh và Trịnh Thiên Thọ. Sau khi cứu Tống Giang khỏi tay quan huyện Thanh Phong Lưu Cao, giết vợ tên này, Lưu Thị, Yến Thuận cùng huynh đệ và nhóm Hoa Vinh, Tần Minh, Hoàng Tín gia nhập Lương Sơn. Ở Lương Sơn Bạc, Yến Thuận là đầu lĩnh thứ 50, sao địa cường tinh chiếu mệnh, trong chiến dịch đánh Phương Lạp, Yến Thuận bị tướng Nguyên Soái đối thủ Thạch Bảo vung chùy đánh chết, tử trận ở đèo Ô Long. Ngụy Cước Hổ Vương Anh. Vương Anh vóc người lùn, thô nhưng nhanh nhẹn và võ nghệ cũng khá, chuyên dùng kiếm, có biệt hiệu là Ngụy Cước Hổ, Hổ Chân Ngắn. Vương Anh là thủ lĩnh thứ 2 của băng cướp núi Thanh Phong sau Yến Thuận. Vương Anh có một tật khó sửa là háo sắc, từng khiến Tống Giang chịu nhiều rắc rối vì hai lần cướp vợ quan tri phủ Lưu Cao về làm áp trại phu nhân. Vương Anh chính là chồng của kiệt nữ nhất trượng Thanh Hỗ Tam Nương, khi ở núi Thanh Phong, Tống Giang hứa với Vương Anh sẽ tìm một phu nhân cho gã, nên sau khi hạ trúc gia trang Tống Giang đã thuận duyên cho Hỗ Tam Nương và Vương Anh. Trong trận đánh Phương Lạp, Hỗ Tam Nương cùng Vương Anh đối đầu với tướng có tài dùng phép phi định là Trịnh Bưu, cả hai cùng tử trận. Khiêu Giản Hổ Trần Đạt. Trần Đạt, bốn người đất nghiệp thành, có tài sử dụng trường thương, xuất hiện ngay từ hồi một thủy hử, là một trong ba đầu lĩnh nhóm Thảo Khấu ở núi Thiếu Hoa cùng với Chu Vũ và Dương Xuân. Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Trần Đạt xếp thứ 72, trước Mã Quân Tiểu Bưu tướng kiêm Viễn Thám Xuất Tiêu đầu lĩnh. Trong chiến dịch Bình Phương Lạp, khi quân Lương Sơn tiến gần đến cửa ải Dục Linh, Lư Tuấn Nghĩa sai sáu tướng là Trần Đạt, Sử Tiến, Thạch Tú, Dương Xuân, Lý Trung, Tiết Vĩnh đem 3.000 bộ binh đi trước dọn đường. Vừa đến ải thì dính phục kích của tướng địch Bàng Vạn Xuân, Sử Tiến trúng tên của Vạn Xuân tử trận đầu tiên, sau đó quân Phương Lạp từ bên sườn núi bắn tên ra như mưa, cả sáu tướng Lương Sơn, trong đó có Trần Đạt và gần 3.000 quân đều chết thảm ở trận này. Đà Hổ tướng Lý Trung. Lý Trung quê ở Hào Châu, thuộc An Huy, làm nghề múa gậy bán thuốc. Thủy hử mô tả trung cao 7 thước, râu dài, tay lớn quen dùng trường côn, lại thạo đánh siêu đao. Lý Trung được biết đến là thầy dạy võ đầu tiên của Cửu Vân Long Sử Tiến. Lý Trung trước khi gia nhập Lương Sơn là chủ trại băng cướp núi Đào Hoa, cùng Chu Thông. Sau trận đánh với Hô Diên Trước, Lý Trung chính thức về, bến nước. Xếp hạng Lương Sơn, Lý Trung là đầu lĩnh thứ 86, bộ quân tướng hiệu, được sao địa tích tinh chiếu mạnh. Kết cục của tướng đánh hổ, Lý Trung cũng tương tự, Hổ Nhảy Khe, Trần Đạt, thiệt mạng cùng 6 huynh đệ đầu lĩnh trong trận loạn tiến của Bàng Vạn Xuân ở đèo Ô Long. Hoa Hạng Hổ Cung Vượng. Cung Vượng, cùng Đinh Đắc Tôn, là một trong hai phó tướng của một Vũ Tiến Trương Thanh tại phủ Đông Sương trước khi cả ba hàng Tống Giang và gia nhập Lương Sơn Bạc. Có tài phóng thương trên mình ngựa, thủy hử mô tả Cung Vượng khá oai hùng với những nét xăm trổ vằn hổ trên cơ thể và mặt hổ trên cổ. Cung Vượng, cùng Đinh Đắc Tôn, là một trong hai phó tướng của một Vũ Tiến Trương Thanh tại phủ Đông Sương trước khi cả ba hàng Tống Giang và gia nhập Lương Sơn Bạc. Có tài phóng thương trên mình ngựa, thủy hử mô tả Cung Vượng khá oai hùng với những nét xăm trổ vằn hổ trên cơ thể và mặt hổ trên cổ. Chúng Tiễn Hổ Đinh Đắc Tôn. Đinh Đắc Tôn, cùng với Cung Vượng,
là phó tướng của Trương Thanh ở phủ Đông Sương, dùng phi xoa, đinh ba, rất tải. Mặt và cổ họ đinh nhiều vết sẹo qua đánh trận nên có ngoại hiệu là Trúng Tiên Hổ, Hổ Trúng Tên. Sau khi gia nhập Lương Sơn, Đinh Đắc Tôn xếp hạng 79, chức vụ bộ quân tướng hiệu. Trong chiến dịch đánh Phương Lạp, Đinh Đắc Tôn theo Lư Tuấn Nghĩa tấn công Hấp Châu quân sư Chu Vũ bày kế mai phục bên ngoài trại, dụ quân Phương Lạp đến cướp trại vào ban đêm và tung đòn phản kích. Quả nhiên địch trúng bẫy, quân Lương Sơn thắng lớn. Tuy nhiên trong khi mai phục, Đinh Đắc Tôn vô ý bị rắn cắn và chết vì trúng độc. Tiếu diện hổ Chu Phú. Chu Phú là em Chu Quý, một trong những khai quốc công thần Lương Sơn Bạc, thuộc số ít đầu lĩnh Lương Sơn không được nhắc nhiều về bản lĩnh võ nghệ. Chu Phú Nguyên là chủ quán rượu ở ngoài phía tây thành Nghi Thủy. Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Chu Phú xếp thứ 93, là một trong những đầu lĩnh chuyên quản lý các việc lặt vặt và nấu rượu trong quân. Tại hồi 116, khi thành Hàng Châu dịch bệnh lan tràn, 6 võ tướng Lương Sơn là Trương Hoành, Mục Hoàng, Khổng Minh, Chu Quý, Dương Lâm, Bạch Thắng mắc bệnh và không thể tiếp tục theo Tống Giang đánh Phương Lạp. Chu Phú và Mục Xuân là hai người được giao phó ở lại Hàng Châu để coi sóc. Trừ Dương Lâm và Mục Xuân sống sót tìm về với đại quân Lương Sơn, 6 người còn lại, trong số đó có Hổ Mặt Cười, Chu Phú đều qua đời vì bệnh dịch. Và ngoài 8 con hổ, Lương Sơn còn sở hữu 5 con rồng, là những đầu lĩnh có chữ Long trong biệt danh của họ, bao gồm Nhập Vân Long, Rồng Luồn Mây, Công Tôn Thắng, Cửu Vân Long, Xăm Chín Con Rồng, Sử Tiến, Hốn Giang Long, Rồng Quế Sông, Lý Tuấn, Xuất Lâm Long, Rồng Rời Rừng, Châu Uyên và Độc Giác Long, Rồng Một Sừng, Châu Nhuận. Nếu như bát hổ đều qua đời trong cuộc chiến với Phương Lạp thì kết cục của nhóm Ngũ Long đa dạng hơn nhiều, có đầu lĩnh tu hành đắc đạo, có hảo hán trở thành vua một cõi, có người về triều nhận sắc phong rồi làm quan to, lại có kẻ chết thảm nơi chiến trường. Nhập Vân Long Công Tôn Thắng. Công Tôn Thắng ngoại hiệu Nhập Vân Long, đầu lĩnh ngồi ghế thứ tư trên Lương Sơn Bạc. Thắng người cao 8 thước, lông mày hình chữ bát, dung mạo cổ quái. Thắng võ nghệ thạo, hiểu binh thư chân pháp, vốn là đạo sĩ, phái toàn chân, nên còn có tài phép biến hóa khôn lường. Công Tôn Thắng xuất hiện ở hồi 14 Thủy Hử, nhân chuyện nhóm Tiểu Cái, Ngô Dụng, Nguyễn Thị Tam Hùng triển mưu cướp lễ vật sinh thần cương do Dương Chí áp tải. Sau chuyện bại lộ, Thắng cùng bọn Tiểu Cái lên Lương Sơn rồi khích Lâm Xung giết Vương Luân, chiếm cứ Bến Nước. Bản lĩnh của Thắng được miêu tả đặc sắc trong các trận đánh của nghĩa quân Lương Sơn với Cao Liêm hay thu phục bọn Phan Thủy, Lý Cổn, Hàng Xung. Trong các chiến dịch đánh Liêu, dẹp Điền Hổ, Vương Khánh, Rồng Luồn Mây, lập nhiều chiến công quan trọng. Tuy nhiên, Công Tôn Thắng sớm biết được kết cục không tốt của Lương Sơn trước trận đánh với Phương Lạp nên chàng không tham gia chiến dịch này mà chọn con đường vân du tu luyện. Kết thúc trận chiến Phương Lạp, Thắng thu nạp hai huynh đệ đầu lĩnh Phán Thụy, Chu Vũ để truyền đạo. Cả ba sau này đều tu hành đắc đạo, trở thành những bậc chân tiên hiếm có. Cửu Vân Long Sử Tiến. Sử Tiến chính là hào hán Lương Sơn đầu tiên được thi nại am khắc họa. Cửu Vân Long xuất hiện từ hồi thứ hai, là người ở Sử Gia Trang, thuộc phủ Duyên An. Tiến từ nhỏ ham mê võ nghệ, có hình xăm chín con rồng trên mình, dáng người cao lớn, dung mạo tuấn kiệt. Sử Tiến từng học võ của Đà Hổ Tướng Lý Trung, sau xảy chuyện Giáo Đầu Vương Tiến bị Cao Cầu bức hại phải bỏ trốn mà hội ngộ ở Sử Gia Trang. Tại đây, Sử Tiến bái Vương Tiến làm thầy rồi học đủ thập bát ban võ nghệ của Giáo Đầu Cấm Quân này. Hành trình dân thân vào con đường giang hồ của Sử Tiến có thể nói là đầy màu sắc. Đầu tiên chàng đánh bại Trần Đạt, rồi sau đó lại kết giao với bộ ba tướng cướp núi Hoa Sơn, Chu Vũ, Dương Xuân, Trần Đạt. Bị tố cáo kết bè đảng với giặc cướp, Sử Tiến bị quan huyện đem quân chóc ná. Chàng cùng nhóm Chu Vũ đánh bại quan quân triều đình rồi đốt Sử Gia Trang, chính thức rời quê nhà. Trên đường phiêu bạt giang hồ, Sử Tiến kết giao với Lỗ Chí Thâm. Rồi khi họ Lỗ bị trục xuất khỏi chùa Ngũ Đài Sơn, họ lại hội ngộ và cùng nhau giết bọn cướp giả dạng thầy tu Thôi Đạo Thành, Khâu Tiểu Ất. Trong một lần trở lại Hoa Sơn, Sử Tiến tìm cách cứu con gái của một thợ vẽ tên Vương Nghĩa do Hạ Thái Thú bắt ép làm thiếp. Tuy nhiên sự việc bất thành, Sử Tiến bị bắt, Lỗ Chí Thâm đến giải cứu cũng bị bắt nốt. Chuyện đến tai Tống Giang và nghĩa quân Lương Sơn chính thức lên đường cứu người. Sau khi được giải thoát, Sử Tiến chính thức trở thành đầu lĩnh Lương Sơn, hạng 24, được sao thiên vị tinh chiếu mạng. Khi quân Lương Sơn quy thuận triều đình, Sử Tiến tham dự các trận đánh quân Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp, góp nhiều công lớn. Trong trận đánh Phương Lạp, Sử Tiến chết tức thì khi chúng phải tên của tướng địch Bàng Vạn Xuân tại ải Dục Linh. Sử Tiến võ nghệ siêu quần, tính tình lại khẳng khái trượng nghĩa, nhưng cái chết chóng vánh của Cửu Văn Long khiến nhiều thế hệ độc giả Thủy Hử cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hốn Giang Long Lý Tuấn. Lý Tuấn sinh ra tại Lư Châu, nay là Hợp Phì, An Huy, cao 8 thước, mắt sáng như sao, khuôn mặt đỏ, giọng nói sang sảng như đồng vang, giỏi võ và có tài bơi lặn, lại quen thuộc sông nước. Lý Tuấn thường giả dạng lãnh đỏ hành nghề cướp của trên sông Tầm Dương. Lý Tuấn kết giao rất thân với Lý Lập, anh em đồng uy, đồng mãnh tại núi Yết Dương. Lý Tuấn từng nhiều lần cứu mạng Tống Giang. Đầu tiên là lần Tống Giang bị Lý Lập chút thuốc mê, đương nằm chờ chết thì Lý Tuấn xuất hiện kịp thời ngăn chặn. Rồi sau đó năm người Giang, Tuấn, Lập, Uy, Mãnh kết giao thành huynh đệ. Trong lần Tống Giang bị nhóm Trương Hoành bắt trên sông Tầm Dương, Lý Tuấn lại có mặt đúng lúc cứu mạng họ Tống. Tại Giang Châu, khi Tống Giang bị giam và chờ ngày xử chém vì đề phản thi ở gác Tầm Dương trong lúc say, Lý Tuấn đã tham gia vào trận cướp pháp trường Giang Châu, giải cứu thành công Tống Giang và Đới Tung.
Sau trận này, Lý Tuấn chính thức gia nhập Lương Sơn Bạc. Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn, Lý Tuấn xếp thứ 26, giữ chức thủy quân đầu lĩnh, được sao Thiên Thọ Tinh Chiếu Mạng. Sau khi nhận chiêu an, Lý Tuấn cùng các đầu lĩnh Lương Sơn tham gia các chiến dịch Bình Liêu và đánh dẹp các lực lượng chống đối triều đình nhà Tống, lập nhiều công lớn. Trong trận đánh cuối cùng với Phương Lạp tại thành Tô Châu, Lý Tuấn cùng với anh em Đồng Uy, Đồng Mãnh đi thuyền nhỏ vào Thái Hồ. Tại đây, Lý Tuấn đã kết nghĩa với nhóm Lạc Thảo Phí Bảo. Lý Tuấn đã thực hiện được những hoạt động gián điệp tại thành Tô Châu và góp công lớn trong thắng lợi của nghĩa quân Lương Sơn, chấm dứt chiến dịch Bình Phương Lạp. Là một trong số ít các đầu lĩnh Lương Sơn Bạc sống sót trở về từ chiến dịch Bình Phương Lạp, nghe theo lời khuyên của Phí Bảo, Lý Tuấn cùng Đồng Uy, Đồng Mãnh không ra làm quan. Lý Tuấn đã giả bệnh trên đường về kinh nhận thưởng, giữ Đồng Mãnh, Đồng Uy cùng ở lại. Cả ba dòng thuyền từ cảng Thái Thương xuất dương sang Xiêm La. Lý Tuấn sau thành vua Xiêm La còn hai anh em Đồng Mãnh, Đồng Uy cũng là những vị quan lớn tại nước này. Xuất Lâm Long và Độc Giác Long. Xuất Lâm Long là ngoại hiệu của Châu Uyên còn Châu Nhuận, cháu gọi Uyên bằng chú có biệt danh Độc Giác Long. Dù là chú cháu nhưng tuổi đời không mấy chênh lệch, nên cặp Châu Uyên Châu Nhuận rất hợp nhau, là hai đầu đảng thảo khấu núi Đăng Vân, thuộc phủ Đăng Châu. Chú nháo họ Châu cũng có quan hệ họ hàng xa với anh em Tôn Lập và Tôn Tân. Châu Uyên Châu Nhuận tham gia giải cứu anh em Giải Chân, giải bảo khỏi ngục Đăng Châu rồi sau đó chính thức gia nhập Lương Sơn. Trong kế phản gián của Tôn Lập đánh hạ Trúc Gia Trang, chú cháu họ Châu góp công không nhỏ. Tiếp đó, họ cùng nhau làm nội ứng thành công ở trận đánh Phủ Đại Danh, giải cứu Lư Tuấn Nghĩa. Khi phân định ngôi thứ ở Lương Sơn Bạc, Châu Uyên xếp thứ 90, Châu Nhuận ngồi ghế 91, cùng giữ chức bộ quân tướng hiệu, là một trong những đầu lĩnh chuyên cai quản bộ binh. Trong chiến dịch đánh Phương Lạp, Châu Uyên chết thảm trong đám loạn quân ở trận triệt phá động Thanh Khê. Trong khi Châu Nhuận là một trong những phó tướng sống sót trở về, nhận phong thưởng của triều đình. Nhuận làm tới chức đô thống lĩnh tại Phủ Đăng Châu. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.